làm gì vậy? Bóc vỏ. Nhìn cho nó đâu quê. Hả? Hề, em chưa thấy ai bóc một cái vỏ chanh rất là lâu chưa. Không, cái vỏ này thì làm sao em không xé được. Em nhìn chị nè. Em xé nè, nó thành dây luôn đó mà. Nhìn nè, nhìn nè. Là chị biết hôm nay, là chị biết hôm nay em kêu chị đem chai nước ra làm gì mà chị ngồi đó chị bóc vỏ vậy? Ai biết, mang chai nước thì bảo quay chai nước thôi. Hello và xin chào các bạn, những người đã quay trở lại với tập của em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Chalom, chào mừng tôi sau đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh của Chalom Official về video của Art. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên để lại một bình luận về những cái mà bạn muốn được trở lại cho Chalom bất cứ cái chuyện. Hoặc nếu bạn nào có bất kỳ cái tâm sự nào mà các bạn không nói, các bạn hãy cho lòng bình dưới cái bình luận của video nha. Hãy bạn yên tâm đi, mà buổi tối Goldie sẽ đọc tất cả các bình luận của các bạn, đồng thời các bạn sẽ tim và like cho những bình luận đó. Và nếu những bình luận nào mà có nhiều hay thì cho lòng sâu sắc lắng động rồi còn đưa lên video bất cứ cái chuyện để chia sẻ và tâm sự với tất cả mọi người đi các bạn ơi. Và điều thứ hai là nếu các bạn thích rồi mới rồi thì các bạn đừng quên subscribe cho kênh YouTube của Chalom Official và ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký để nhận thông báo mỗi video mới các bạn ơi, giúp video sớm mới được 2 triệu subscriber nha anh ơi. Ok anh em ạ, và trong video ngày hôm nay thì chúng ta đầu tiên là chúng ta đã thấy là Gamui đã bốc xong cái chai nước rồi, chúc mừng Gamui. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách. Như lần trước các bạn đã thấy mình là bắt cô té một màn ăn một lát chanh và té một màn ăn một thìa muối đúng không? Thì ngày hôm nay để đảm bảo cho sức khỏe cái hành vi của Hero Team, mình đã nghĩ ra một cái thử thách nó cũng khá là có lợi cho sức khỏe. Té một màn uống một ngụm nước. Các bạn nhìn thấy cái chai của mình với chai là có mua khác nhau không? Mà chai mình chất lượng hoàn toàn không? Để to vậy. Chai mình to như thế này mà các bạn thấy không? Chai được. Chai của mình to bằng cam gì đây rồi? Cam nha. Cam gì đây rồi các anh này? Chai em này, ok chưa? Hôm nay á anh em có thể bảo là ui sao cái thử thách nó dễ thế, là mình phải làm gì không? Anh em anh em đừng khinh thường nước lọc nha. Từ từ đây những ngụm sau anh em sẽ cảm giác nó no cực. Ok, đồ ăn gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cua, ai té một mạng thì sẽ uống một ngụm nước. Một ngụm nước nhiều nha, một ngụm nước nhiều nha, một ngụm nước nhiều chứ không có chơi theo kiểu là nhấp môi cái bỏ ra nha, chơi thì không ai chơi nha. Ờ đúng rồi, cho bà đi okay, trước luôn. Ok mà anh thích tanh nước thì cũng thoải mái à, có vấn đề gì đâu, cứ chạy từ từ thôi. Ôi cái này dễ mà. Vì em biết là hôm nay là chị sẽ như thế đó. Là em quyết định em sẽ lựa một con mắt dễ cho chị chơi. Để rồi là... Đây là em tôi nè, em tôi đấy mọi người, em của tôi đó. Ok bà. Tưởng đi. Thôi rồi. Qua rồi. Qua đâu? À, qua rồi à. Ok. Tính ra mấy cái con quái bên ngoài nhìn cũng đẹp ghê luôn á ba. Chào con cháu nha. Người ta cứ nói mình có kỹ năng thì show trình thôi. Người ta cứ nói có kỹ năng thì show trình cho coi. Không sao, cái này thì cũng đơn giản, cũng chỉ cần đề xếp thôi. Nhưng mà lát em ơi. Dã man luôn á ba. À, mini world giờ cập nhật mới á chị. Ôi cà mùi. Ôi, xem té nha. Ok, đó cà mùi. Mình kinh nghiệm đầy mình đi cái chỗ này nhiều rồi. Bạn ơi, nhìn này, bạn nhìn này đấy. Đó rồi, ok. Đó, ok, mở cửa sẵn cho chị luôn không? Rồi, ok. Dạo này Rô làm nhiệm vụ của em, làm em tốt ghê nhở. Trời, làm em khó lắm, phải đâu, chuyện đùa, có đồ chơi đẹp phải nhường cho Camui mà. Camui tàn nhập đồ chơi mà. Đấy, đúng rồi. Ê, tính ra em làm gì có đồ chơi gì đâu mà chị phải... Ok. Uê, ok, rồi, hay quá chị ơi. Em bảo, ê, rõ ràng là em bảo gì ta? Rõ ràng là em bảo gì nhở? Sao người có cái dòng bòi xích vậy ta? Ok. Dạ không. Bóng thôi thằng bay một câu là té đi. Trời mày thế. Rồi bây giờ em không có đi trước ở đâu, cho Camui đi trước á. Bà là bà hay ăn gian lắm. Không hả, mình có anh đàn từ bé đến lớn. Ê thưa bà, chơi được an toàn thế. Không, bên kia hụt giò mà thế. Bên kia nhảy ấy không. Trời, bạn bắt cua kinh mà bạn chơi được an toàn. Thôi mát. Bây giờ mình cứ nhảy một bước, mình phải quay lại, quay đầu lại mình coi Camui có nhảy qua được không chứ, để không bà là lương lẹo nữa Camui à. Hề. Không hề. Yeah, ok, hay quá Camui ơi. Đó đi. Ok, hay quá Camui. Ok. Rồi, bây giờ cái này thì đơn giản thôi. Okay, nhảy mà, cái này đâu khó đâu. Nhảy đi. Cái này đơn giản mà, đâu khó đâu. Tưởng đi bạn ơi. Ok bạn. Thank you.
thuật ba là nhà thuật số 1 thế giới. Chị em mình cùng nhau bước nha, chị em mình cho em không bỏ qua bỏ qua. Không nhảy theo kia nữa. À ha, rồi buồn nào hơn đêm nay. Uống đi, uống đi, uống đi. Có 30 rồi. Có 30 rồi. À đây, đây thấy rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lại cái thể loại nhìn ngớ mắt thật sự mà. Sao cái đoạn này đi khó vậy? Bao nhiêu năm làm kiếp. Stop it. Bạn nghĩ gì nhở? Bạn nghĩ gì nhở? Bạn nghĩ gì nhở bạn ơi? Bạn ơi, mình đến rồi nha, ghê chưa? Yeah. Ok, rồi, mua ra hôm nay. Yo, what's up bro? Đây, em đập chị qua nè, em đập chị qua nè, chỗ này không tính, chỗ này không tính, đập chị qua đấy. Không. Chỗ này không tính, té không, không có nước. Thôi chị đi. Tao không cần mày giúp, mày đi đi. Không, em hứa, em hứa, em hứa, mày không cho nữa, đi chị. Đi đi. Đấy, cứ không tin người ta. Con người mà sống không tin đồng đội là những con người lạnh lùng. Tất cả không tin người. Đấy là ai chứ mà chị mình anh. Đấy, tất nhiên rồi. Đấy là cụ te, đấy, phô mai que. À, cái mùi chết à. Ok, ok. Nhảy đi chị. Nhảy đi chị. Ở dưới, nhảy xuống dưới. Đúng rồi. Không quấn nữa. Chuyện buồn chưa qua. Cam mùi trong biến. Đây gọi là cam mùi trong biến. Cây. May quá, có đứa phải uống rồi, hạnh phúc quá. Nó chẳng có tàng hình anh em ạ, nó chẳng có tàng hình cho tôi té chết. Hạnh phúc quá mọi người ơi. Có đứa phải, có đứa vừa ngã rồi. Hạnh phúc quá. Sao đêm về uống nước một mình. Ui má ơi, cái gì đây? Em nghĩ nó sẽ nhảy như thế này. Ui, 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 nước à? Vẫn bấm tường được nha. Không được là rơi xuống rồi chết cũng không mất gì đâu. Hả? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Được rồi, hay quá em ơi. 103 game này, game là dễ thì ra, không? Nó tính ra cái này là cái cuối à? Cuối rồi. Ôi, Camu té. Là cuối luôn à? Ôi, Camu bị ao phòng cái cuối luôn. Ôi, cái điểm đó anh em. Cái này người ta gọi là cái điểm đó. Cây. Ok anh em ạ. Rồi, video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nãy giờ Camu no chưa? Tối nữa, buổi tối chúng ta không cần ăn nữa mọi người ạ. Ok đây bạn, và đây là chai nước 5 lít của tôi uống bây giờ. Ok, tối nay tôi sẽ ngồi tôi uống tiếp. Bởi vì cuộc sống mà mình phải uống, mình bổ sung nước hàng ngày. Nên là anh em nào mà ngày mà anh em không bổ sung nước đầy đủ thì anh em nhớ bổ sung nước đầy đủ nha. Bởi vì nước rất là quan trọng cho cơ thể của con người. Nếu anh em thiếu nước thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều loại bệnh. Và mình là cũng đã từng có một thời gian mình rất là ít uống nước và có thể mình rất là nhiều bệnh, nhưng mà bây giờ mình đã uống nước nhiều hơn rồi đó. Và đặc biệt là video ngày hôm nay là mình uống cực kỳ nhiều nước luôn đấy, nên là ơi tao video đến đây cũng đã kết rồi. Nếu mà nào thích video này thì đừng like một share, like một comment cho kênh YouTube video mình, đừng bỏ cái bình đăng ký để mình bỏ video mình nhớ rồi chứ đừng sống được 2 triệu like nhưng mà ơi. Và nếu mà này thì luôn không mong được nổi tiếng chỉ mong chỉ chung phong vị sĩ diện. Nếu thành công tấm thân cùng hữu không có tư tưởng bơm rơi tầng nào, mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn pháo.